Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Sau một ngày sửa máy xúc và ngày hôm qua đi lại sửa con xe của cái xe chở máy xúc của mình nhỉ. Cái xe của anh mà chuyên chở máy xúc này hôm qua bị hỏng. Là sau một ngày sửa này, đến buổi tối hôm qua một buổi tối này và sáng hôm nay một buổi sáng nữa mới xong được cái xe các bạn ạ. Bây giờ xe nó hiện đại, nó về phần điện, phần ấy nó rất là phức tạp nên là phải sửa rất là lâu. Chuyển sửa được rồi thì đánh máy sang bên này suối và máy xúc anh Tuyến vừa mới đánh sang đây để lên máy. Lên máy này bây giờ phải chở cái máy này ra cẩn thận nhá. Ôi, cao lên tí nữa đi. Ôi sát thế, cao lên. Quay đi, quay đi, quay quay từ từ nào, quay từ từ đi. Quay đi, quay từ từ đi xem nào, quay bên kia. Bây giờ phải đưa máy này lên xe xong bắt đầu lại di chuyển xe về nhà mình nhớ các bạn nhé. Về nhà mình ngoài kia để nâng cái sàng cát với lại cái bồn trộn, cái búa đục. Đấy, nói chung là những cái đồ nặng ở bên đấy, còn máy phát thì sao? Lúc nãy anh Tuyến anh vừa cẩu được cái xe kia rồi, xe ô tô của mình rồi. Cái nhược điểm của xe của mình là rất là dở, là nhỏ. Hôm nào có khi phải đi chế thêm cái khung sàn này để mà đáp ứng được cái việc mà vận chuyển máy xúc nữa các bạn ạ. May được cái chỗ này địa thế nó dễ. Cứ lùi đi. Hàm ben đi. Anh ơi. Thẳng vào, thẳng vào. Thôi. Hạ cái ben xuống nhá. Ok. Bây giờ đánh về nhà em để đấy xong về nghỉ ngơi ăn cơm. Đầu giờ chiều. Đầu giờ chiều tầm 1 giờ rưỡi đấy ra cẩu đồ xong là đi luôn. Bây giờ muộn rồi, cơm nước đói lắm. Hay là cẩu đồ trước. 11 giờ 10 phút. Hay là đi cho tấu lên rẽ sang thủy điện ấy nhỉ? Hả? Đi lên Phúc Sơn, rẽ trái lên thủy điện. Cứ đi thẳng một đường thôi mà. Không, bây giờ phải đưa cái máy này về nhà dưới vẫn để trên xe. Không quay được quá. Hả? À? Không quay được thì phải lại phải xuống cẩu cái kia lên trước. Hả? À? Xuống thẳng đất đi thôi, còn xuống cái nào được. Dưới kia có cái mô nào có cao ấy thì may ra xuống được như trước ấy. Như cái này không quay ngược lại lấy nào được cái dầu quay ngược lại. Ở dưới kia còn không á? À, đường xuống đầu bếp ấy. Đường xuống đầu bếp ấy. Cho xe này lao, xe to này, ô tô này lao đâm đầu xuống dưới. Tìm cái mom nào ở gần đấy thôi chứ còn... Tìm mom đất trống nào ở gần đấy, không xuống không treo ra. Chỗ đấy gần nhất nó đỡ ảnh hưởng hết đường. Cái chỗ đường bê tông ấy gì? Đâm đầu xuống đường bê tông ấy. Trong đến đỉnh cầu là... Chống con đầu xuống
Thế rồi lái xe ở dưới thì. Ờ. Có người ấy không, có cậu không? Bây giờ thì chưa có người bốc đâu, bây giờ mình cẩu những cái đồ kia lên xe thôi. Hoặc là đầu giờ để xe trong đấy về ăn cơm nước đi, xong đầu giờ chiều ra làm sớm. Có. Có. Không thì đánh máy xuống đây đi, cẩu luôn lên xe đi, xong là đầu giờ chiều đi. Đi đi cùng nhau. Xuống nhà em, cứ đánh xuống nhà em đi. Đây về đến nhà đang chờ xe xuống thì quay lướt qua một chút về hàng mùa này cho các bác cùng biết nhé. Đây là khoai sọ này, dân bản vừa mang xuống này các bạn này. Ôi, ngon chưa này. Sọ người Mông hôm nào phải lên lên bản chống tàu, đi cùng anh em chống tàu lên một chuyến lên rừng để ăn một bữa thật ngon, làm quả sườn lợn lên đấy xong ăn cùng bà con các bạn. Đây là khoai sọ, gọi hay là gọi là khoai nương, không phải là cái khoai sọ dưới ruộng mình đâu nhá các bạn nhé, trồng hoàn toàn ở trên nương. Và bên này thì măng ớt của bà con Cống Rua này, Tà Trơ này mang xuống này. Đây là những cái thước phim mà buổi tối hôm qua Tông mang xuống này. Hello hello A Tông, A Tông hả? Thấy được nhiều phết nhỉ. Đây gặp lại A Cua này, đây là A ấy tối qua đây nhỉ, Vư này, đây là A Lay, Lay bên này là A gì đây, A Súa à? Bên đây là em gì nhỉ, Căng, Căng à? Đây được nhiều thế cơ. Ai già nhỉ, đỉnh nhỉ. Đây là măng Cống Rua các bạn ạ, hôm nay là ngày thứ hai này. Hôm nay được khoảng mấy chục cân? 42 cân. Tổng tổng cả cả ấy này được bao nhiêu? Hơn 1 tạ. Ai à, hơn 4 tạ cơ à? Ngon nhỉ. Đây các bạn vào các bạn xem măng của Cống Rua đây này. Đây, một hộ gia đình được bằng này đúng không? Không phải đâu. À cái này không phải à? Ừ. À cái này cũng mới phải của mình à? Ừ. Có nhiều vùng khác nhau nó mọc sau mọc trước ấy nhá. Đấy. À, các bác bảo là sợ nó, có nhiều bác bảo là không ăn được cay ấy, thì thật ra là mình nói về măng ớt nếu mà nó không cay mà nó không có hơi mặn một tí là nó hay bị hỏng lắm, nó phải cay, nó phải hơi mặn mặn tí mới đúng vị của nó các bạn nhé, ăn nó cứ giòn sần sật sần sật đấy. Thì Trang làm được nhiều chưa bên này à? Ừ. Đây các bạn này, đây là một lọ măng ớt khi mà cái này là xong chưa hả Trang ơi? Măng cái này là xong chưa? À, thiếu nước muối à? Ừ. Đây, ớt xay này. Ớt xay, tỏi xay này. Cho vào như này thì mới đóng gói mới đi được. Về đến nhà thì các bác ấy nhá. Các bác bỏ cái túi bóng này ra để vào cái trong cái thùng nhựa này. Đấy. Tại vì mình đóng đi thì mình bắt buộc phải làm kiểu này để cho nó không bị đổ ra ngoài ấy. Đây này, không bị đổ ra ngoài. Có tiền, lấy tiền chứ, ghi sổ chưa? Đây này, đưa. Đâu, tổng là được mấy củ? 412 cân. 412 cân, ra tiền chưa? Mấy triệu? 10 triệu. Đây chưa? Thế là cũng thu nhập ác cái chứ nhỉ? mỗi nhà một ngày làm hơn triệu. Đấy lấy thôi, lấy tiền thôi. Đấy các bác liên hệ tất cả các mặt hàng thì có dì Trang bây giờ là phụ trách bên bán hàng. Đấy, tất cả các sản phẩm là Trang sẽ làm việc. Còn vợ mình bây giờ là chuyển lên trên nhà hàng rồi nên là những cái việc này thì phải có dì làm thôi. Mùa này là mùa măng ớt với khoai nương đấy. Cứ buổi tối về nhà Tú là nhộn nhịp ấy. Trả riêng từng người một. Đấy. Mi học văn tà lò ma học văn. Mình học văn là. Cứ cầm về xong rồi mai ấy xuống. Cứ mua cái tính mà nó ăn nó. Trừ lại. Ừ. Mong nhân là nhân xương nó nằm học văn nữa.
Alay bao nhiêu? 51 cân. 51 cân. À tông là đường siêu siêu mấy? 1.224.000. Thấy mỗi người cứ hơn triệu. Cũng là thu nhập chính trong cái mùa này đấy các bạn ạ. Đại gia A Tông. Đấy, bây giờ thì bà con cũng vào mùa vụ này cũng thu nhập được trang trải cuộc sống cũng khá khá các bạn ạ. Vâng, không có gì bà. Còn bên này thì vâng ạ. Bên này thì những cái măng ớt đã được ủ vào ủ muối, chuẩn bị vào ớt. Đây, cái hộp này rất là nhiều măng luôn, thơm ngon, măng đầu mùa nhé. Mình mấu đầu mùa này mình sẽ mua rất là nhiều luôn, để khỏi phải khi nó không bị già ấy thì ăn nó ngon. Thứ nhất là ngon, giòn, thứ hai là không bị cắt cái đầu đi nhiều các bạn ạ. Còn đây là chị Dung đang đóng mật ong à, mật ong kia là cái lọ măng ớt này. Đấy, công việc vợ mình thì bây giờ chuyển giao hết cho dì Trang với các anh chị ở nhà, các cô các bác ở nhà rồi, giờ phải dồn lực lượng lên trên kia rồi nhà hàng nữa. Các bác mua để liên hệ để gặp dì Trang các bạn nhé, tư vấn. Còn đồ đạc mình để một lọ măng ớt này, hôm trước không biết là mình quay cho các bác biết chưa nhỉ. Đây là một lọ thành phẩm nó như thế này này. Đây này, hôm qua là mình quay là lúc lọ đấy là ít nước đấy, chưa có ớt nhiều. Đây là một lọ thành phẩm như này nhé. Nhớ là về bỏ cái túi bóng trong ra, xong để ngâm vào cái hộp nhựa này, này. Hoặc là nếu mà mình có hộp sành thì mình ngâm hộp sành. Nhớ là không bao giờ để nước nó bị tụt nhé. Nếu mà nước nó tụt, mình đổ ra mà cảm giác nó cái thò cái măng lên ấy, thì mình hòa một chút nước muối, muối vừa phải thôi, đừng mặn quá. Xong là xay ớt cho thêm vào để cho nó ngập cái măng đi, đừng cho thò măng ra, thò măng ra nó bị thâm nhé. Ấy, xe về đến đây rồi à? Nhanh ấy nhỉ. Xuống giữa đường nhá, xuống được không? Đây nó không có cái địa thế để mà xuống rồi các bạn. Khu này là khu thị xã, không có mô đất mô điếc gì để mà xuống. Tìm đâu được chỗ đất cao cao nhỉ? Đây, bồn trộn với lại máy móc mình để đây. Hôm trước cẩu xong cái xích cũ ấy nó cũng đứt rồi, nhưng mà cẩu xong mình cũng chủ quan các bạn. Mình buộc nó ở hai cái đầu này này. Buộc nó hai đầu này xong là thả nó xuống dưới này, buộc bên kia một đầu. Thì đây trẻ con nó nghịch cái sao này. Đầy nước. Thì mình cũng nghĩ là cái hôm đấy mình cũng nghĩ rồi, hôm sau mình qua đây mình nhìn mà để này không biết có được không, bởi vì cái xích nó cũng hỏng rồi ấy. Mình để đây được không được bọn nó lại cởi bố đi. Chẳng nhẽ lại check cam lại bao nhiêu ngày tháng à, bao nhiêu ngày thì nó khó. Mà nó cũng chả đáng kể ấy. Thì để ở đây này, buộc ở đây này. Mà buộc rất là chắc nha, cẩu máy xúc nó thít vào đấy. Thế mà không biết là ông nào hay là bọn trẻ con nó tháo vô đi cái dây xích. Thế là mất cái dây xích hôm nọ vừa phải mua lại một cái mới. À không phải mới mà xích cũ, nhưng mà xích nó dày hơn để nó không bị đứt. Cái dây cũ thì nó hơi bé, khá nguy hiểm bị đứt một lần rồi đấy. Tí nữa.
Thôi. Ra tí nữa, chắc phải ra tí nữa. Tí nữa vẫn được. Ra một tí nữa đi. Đẩy cái ben xuống này, hạ cái ben xuống. Hạ cái ben xuống. Cho nó sập xuống ben được không? Rồi, hạ cái ben xuống đi cho nó cắn hai cái đi. Quay quay được rồi. Nhưng mà hạ cái ben xuống một tí để cho nó hai điểm nó chạm vào đi. Dây điện nhá. Từ đã, trèo lên. Rồi. Được rồi, được rồi. Dối cần ra, dối cần ra. Rồi, ok. Sâu vào đây, sâu vào đây.
Rồi. Răng gầu. Anh phải đi ngang bên kia dưới đây. Bên máy ngang lên đến đường. Từ đã. Đấy. Cắm nó vào. Đấy. Từ ra thì ra, sang hướng rồi. Rồi. Trong này đấy, đây cái đống kia ra bốn năm anh em chống trơ xuống rồi các bạn ạ. Sáng nay có một đoàn từ thiện đến phát quà cho chống trơ với lại chống tàu, đoàn ở Hà Nội đúng không? Rất là cảm ơn các bác đến với bà con ở những cái bản làng bị thiệt hại này, thì những cái niềm đấy, cái hòm tôn kia, những cái động viên rất là kịp thời trong cái thời điểm này. Có chứ, súng đựng đồ mà, trong đây nó có đồ đấy. Đây này, thì cầm cái cục này đi này, còn cái kìm nữa này, cái cục này nặng chứ. Đấy, cầm khẩu súng cái đi. Kim này hỏng à. Ui, kim này hỏng rồi, xếp lại này. Thế rồi anh. Từ đó, để xem. Cái này, đấy đấy, cái cục ấy. Ấy, cầm cẩn thận, nó đứt gãy vòi nhớt đi chứ. Cả cái này cũng mang đi này. Cái nhíp thì vứt vào đây. Rồi. Cái này thả vào trong cái được không? Hoặc là thả vào cái bên cạnh. Bên cạnh đấy. Kia, xỏ quá cái kia. Ờ, tí trôi cái bồn kia lại đằng sau đấy. Không, buộc răng xuống đã, làm từng cái một. Đấy. Ê, dồn cái này lên. Đấy, buộc vào bên kia đi. À, xỏ qua cái này này, an toàn hơn. Cái lỗ kia, đấy. Đấy, nó phải thế.
tí nữa. Hạ. Ồ, đấy, trôi được không? Yên tâm chưa? Ok. Lên trên đúng không? Lên trên rồi. Mới đi sau. Phải đi xem. Ở đi ô tô cũng được. Đây đây anh Tuyến ơi. Đây đây. Máy xúc lên đường đi. À còn cái máy đầm là bọn nó chở à? Tự chở à? Thì khách hàng đó bảo chở đi luôn à? Không biết. Chắc là chở ấy. Chở tưởng cho vào đây chứ chở đi luôn thì cồng kềnh lắm ấy. Cái đấy ấy. Hả cô cà ấy? Thằng tắm suối. Thế thì cho nó chở đi kệ nó. Này còn đi làm rồi cứ đi tắm suối cho nó tự trở về. À nó bảo rồi cái gì? Thế thôi bây giờ mình về trước. Ừ. Ây da, à cu à? Măng vừa đến à? Ồ. Nó về hôm nay về sớm đấy à? 1 giờ đêm đi á. À? Ấy giờ hai vợ chồng. Được bao này à? Bao nhiêu? Cái này là 49 cân. 49 cân cơ. Hai vợ chồng hôm nay. À cái gì? Ok, bắt đầu lên đường nữa các bạn ạ. Phải đi sau xe đấy nhá. Không cần đi trước tí nó rơi đồ không biết là chết đấy. sáng mai mới làm, chiều nay là xuống đồ thôi. Ok, bắt đầu lên đường các bạn nhé. Đây hiện tại thì mình đã đi trước một chút đến cầu Trống Trơ rồi các bạn ạ. Bây giờ là nước đó rút rồi, có thể nhìn rõ được cái phần đế móng cầu và phần cầu rất là rõ rồi các bạn, thể hiện rất là rõ rồi. Cả hai bên nước trong xanh rồi. Này là mai sửa đường là đi được rồi đấy. Nữa chờ máy đi thu cần dưới xong là mình sẽ bốc đồ xuống cùng bà con và thăm dò luôn cái đường để mai lên kế hoạch để mai làm như thế nào các bạn. Đây cũng chắc tí đi đánh xe xuống tận dưới kia. Thấy có bà con vẫn đi lấy cát kìa. Những cái đống cát ở trên đường kia là của cô dân người ta lấy. Được phép lấy ở không được phép lấy ở khu vực bãi cát
chỉ lấy ven ven kia thôi, họ gùi từng gùi cát lên chắc về để làm công trình phụ hay sao. Đây rồi, hai chiến binh huyền thoại đây rồi. Đi số phụ thôi. Cài cầu đi số phụ vào. Nó hơi dốc ấy. Cua ở chỗ này cua gấp hết đấy. Không phải một đỏ. Đi được. Cho con kia đi trước đi. Đi được mà, đi thoải mái. Cài cầu số phụ vào đi thoải mái. Hơi dốc một tí. Cho con kia đi trước. He à. Đi 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 đi. Chiến binh này thì đã vào đây khá là nhiều lần rồi. Đây là đường chắc là cũng quen hơn một chút. Ai mà mới vào đây lần đầu là không dám đi thật đấy. Sợ lắm vì nó rất là dốc. Cài cầu số phụ vào. Đấy, dốc này luôn. Sao nghiêng thế nhở? Nghiêng nhấc cái bánh lên sợ thế. Ok rồi, ổn rồi. Cái đoạn đường cực kỳ nguy hiểm. Đây bãi cát phía bên dưới này các bạn. Chỗ này nó bị sạt lở xuống cái bãi cát này. Chỗ dưới này mình thấy nó toán là sỏi này. Chưa chắc là có cát để mà làm đủ làm nhá. Một cái cầu thì được, hai cái cầu là nghe chừng ở chỗ cát này hơi bị mói đấy các bạn ạ. Vì bây giờ nó quét xuống sâu quá, sau cơn lũ lịch sử nó quét sâu quá, nó không đọng lại cát nữa.
Đấy, dốc cái này mà đây là đường khô nhá. Đường chỉ cần có vài hạt mưa xuống là ô tô là chịu. Như kiểu nó càng ngày càng dốc ấy. Ngày xưa mình đi cảm giác hay là nó quen đường nhỉ. Cảm giác nó rất là thoải thoải. Bây giờ dốc cắm xuống luôn ấy. Để đây luôn. Ôi ôi. Nâng ben lên. Nâng ben lên một tí anh ơi. Xin chào A Tu. Mấy anh em ra đây? Mấy anh em ra đây? Không 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 biết. Có mấy thằng đi ra ngoài không biết, đi về đây hai thằng, còn hai thằng không biết. Nâng ben lên đại ca ơi. Đẩy ben lên. Tiến ra một tí nữa đi. Lùi ra nha Thành nhá. Ok, thành công rồi. Máy đã đến với cầu chống trơ. Đẩy lên đây này. Đường tránh. Vẫn còn xăng ở trong này cơ. Mấy thằng đâu hết rồi nhỉ? Lùi ra nhá, lùi ra nhá.
nguy hiểm lắm. Đẩy ra ven kia đi. Lùi ra nhá, chân. Ra hết nhá. Nhấc thẳng lên đá, nhấc thẳng lên đấy. Cứ nhấc thẳng lên đá. Hết tầm chân. Cái này tí lấy cái ni lông về che cái củ máy này vào nhá. Để đây thôi. Thiêng đi á. Thôi. Cái này nếu mà có xe thì hoặc là khiêng kiểu gì cho ra cầu ấy. Để bên này à. Này có cái bóng điện. Bà tả đi. Hả? Không bê nổi đâu, một mình không thể bê nổi. Kể cả tháo ra cũng không bê nổi. Phải hai người. Bê nhỏ đồ nhỏ đi, đưa hết ra lán, còn cái đồ to này không sợ đâu. Cái này mẹ phải có máy cẩu. Cho bên này vướng. Mai kia mở đường xuống đây đấy. Đấy, để đây này. Hay là thế máy cho lên trên cái nền lá cũ nhỉ? Lá bên kia. Chỗ này mương nước đấy. Để lên được trên kia càng tốt. À đây này, cái nền này được. À đây có một cái máy bé nhá. Tí phải cởi ra lấy đi nhá. Mấy bé với mấy cái cần kia. Ôi, để đi. Đây luôn đi. Ôi. Rồi. Để máy ở đây luôn đi. Trên kia có cái ấy kia. Lấy cái cây kia đi luôn, đằng nào tiện. Này. Cái ống sắt kia kìa. Xà beng nữa. Đấy, chuyển hết các cái đồ lặt vặt sang bên kia. Giờ mình sẽ đi xem. Gọi đi, chạy đi gọi đi. Đi xem cái đường xem là kế hoạch làm như nào. Cái gì? Nó bảo sao? Lại đi à? Bảo là xuống rồi nó lại đi rồi đi à? Đây là cái đường xuống này. Cát của bà con đợt trước lấy trước cái mùa lũ cơ các bạn. Đây này, cái này kế hoạch làm thì à. Chắc là phải mở lên đây. Mở đây lấy một cơ số đất ở đây.
lấp xuống. Mai không biết cát của nhà nào đây, phải chuyển đi. Đây, chỉ sợ nó dính đá nữa, nếu không dính đá thì lấy trên này lấp xuống thôi. Cho nó bằng đây này. Khối lượng cũng không phải là nhỏ đâu nha các bạn nhá. Một phát từ đây sang đến cái đống sỏi kia. Xong là cái này máy xúc làm, nhưng mà vẫn phải người làm nữa. Không có thì nó không có mặt bằng đâu. Chắc chắn là những chỗ sâu này là máy xúc phải làm rồi, nhưng mà mai có khi phải huy động người xuống làm một ngày các bạn ạ. Một ngày kết hợp với máy xúc, ô tô làm cùng nữa thì mình Mỹ mới ổn được. Đây, đi qua đây các bạn nhé. Nước bây giờ xuống rồi, trong xanh lắm rồi. Ô, chết rồi. Đấy, hướng đi là hướng đi như này. Thẳng luôn từ đây qua đây. Ngày trước là đi theo dòng suối, nhưng bây giờ dòng suối nó khoét nặng lắm rồi, bây giờ thì có đi kiểu này nữa. Qua đây. Những cái hòn đá này không biết có lên nổi không. Những cái hòn vừa vừa thì được, nhưng mà sợ những cái hòn to ấy, nó găm ở dưới sâu ấy, mình không biết được là khó lắm. Cái đặc điểm cái máy xúc sửa suối này thì nó chỉ được cái phần thô thôi. Ví dụ những cái mặt bằng này nó có thể làm lướt lướt qua được, những cái hố ổ gà ổ trâu ví dụ nhé. Thì ví dụ đoạn này này, đoạn này đến đoạn tiếp giáp này nó cách khoảng 40 phân thì cái gầu nó không thể phát hiện được là à chỗ này nó sâu như này, chỗ này nó nông này. Kiểu cứ cái gầu nó động đến đâu là mình cảm giác là đấy là bằng rồi, là mình cứ thấy lướt lướt qua, nhưng mà không phải. Đây này, ví dụ những cái số này phải có người đấy ném xuống như này, ném xuống như này thì nó mới thành một cái mặt bằng được. Đây, đi vào hẳn cái bãi cát này cho các bạn xem. Cái chỗ này thì có vẻ là cũng ổn này. Khu vực này đổ đi, mình nhìn thấy cái lối đường rồi, nhưng mà không biết nó có thuận theo ý của mình không. Chỉ sợ là lũ to về thì mất công lắm ấy, làm cái đường này. Nên là 2-3 hôm trước mình cũng xác định là không lên được. Thì cũng hơi xót ruột một tí, nhưng mà không tiếc các bạn ạ. Tại vì là nước nó còn to như vậy mà mình cố cũng chả được. Đây, mình định mở xuống đây này. Đi theo đây. Đây, đi theo đây. Lên đây. Ngày xưa thì rất là nhiều cát, nhưng bây giờ mình thấy toán là sỏi thôi. Đá cuội thì vô biên luôn. Cái chỗ này thì vẫn là cát này. Cái mé bên trong là cát, mé bên ngoài này là đá. Cầu mong sao nó có cát để mà mình làm. Lũ mạnh quá là mình nghĩ nó cũng ảnh hưởng, nó cũng đi nhiều đấy. Tức là cái viên nào nặng nó còn lại thôi, chứ còn cát là rất là ít. Nặng là còn, cái viên sỏi to là còn, nhưng cát đây các bạn nhìn rất là ít, trong này tí này thôi. Chỗ này nó khoét sâu lắm, ngày xưa chỗ này làm gì sâu như này đâu.
chỗ này ngày xưa là bãi cát hết, bằng hết, nên là lần trước là vào làm là rất là dễ. Bây giờ nghe chừng là hơi khó đấy, cái này là bê tông không phải cát đâu, phải lấy sàng theo các bạn, sàng theo sàng lọc sỏi đi. Nói chung là đợt này là hơi căng, vật liệu là hơi khó khăn. Nếu mà không có cát phải lấy ở dưới lên á, cái tiền vật liệu nó đôn lên cao đấy. Cái mé bên này thì có này, có nhưng mà ít, sâu lắm. Đây các bạn nhìn này, ngày xưa chỗ này thi tắm thi bơi ở đây mà bây giờ nó thành một cái hồ rất là rộng luôn các bạn, thành một cái hồ sâu hồ rộng xanh ngắt luôn, nhìn như một cái cảnh quan du lịch luôn, xanh mát luôn. Ôi, cứ đánh máy sang để xem là lấy được bằng nào thì lấy. Nhưng chắc là mình nghĩ là cái cầu chống trơ thì mình nghĩ là cái lượng cát này chắc là đủ. Cái cầu bên kia thì mình chưa chắc được, chưa chắc chắn được. Chỗ này không phải cát đâu, toàn sỏi đâu. Cát thì nó phải là lũ kiểu là lũ nước đỏ ngầu, mà lũ nó không phải là chảy quá xiết. Để chảy xiết thì nó văng đi hết. Xong là nó phải có cái bãi bồi cơ. Nó có một cái điểm quẩn nào đấy thì nó mới nhiều cát được. Đây toàn đá, toàn sỏi hết này. Trong lắm, nước đẹp thật đấy. Đấy, hiện tại thì số tiền ủng hộ đến với cầu chống trơ và cầu chống tàu hiện tại là rơi khoảng 170, gần 200 triệu rồi. Rất là mong các fan hâm mộ, các bạn theo dõi ở trên kênh có thể biết được cái sự khó khăn vất vả của bà con, giúp đỡ thêm cho bà con khắc phục hai cây cầu. Kế hoạch là trước tiên là khắc phục cây cầu chống trơ trước, xong cái cầu chống trơ sẽ cuốn tiếp tục sang bên cầu chống tàu, làm tiếp cái cầu chống tàu nữa, là hai cái dành cho hai bản hơn 100 hộ đi lại các bạn nhé. Bây giờ chỗ này lại trở lại chỗ tắm ngày xưa rồi các bạn ạ, lại trở thành cái ao rồi. Bây giờ xuống dưới này xem cái mức độ thiệt hại của cái đầu mố như thế nào. Sâu lắm à? Chỗ này bay hết à? Thượng lưu này này. À đây này, cái sân bê tông đến đây thì vẫn còn này. Đây, từ đây cắt ngang vào kia vẫn còn này. Còn từ đây ra bên kia mất là mất từ đoạn nào đấy? Mất từ đoạn nào? Đoạn kia à? Mất cái luống giữa này đúng không? Đây các bạn này, nó thổi nhấc tung cái tấm bê tông này lên. Sân thượng lưu này dày khoảng 30 đến 40 phân các bạn nhé. Thế mà nó cậy tung hết lên. Đây, cái này cũng là một cái ảnh hưởng cũng khá là lớn với những cái vết đập của lũ này. Mòn hết cái này. Cái này bị khoét vào và thò sắt ra, thò hai cái sắt ra. Cái này mai sau xử lý thì chắc là cũng phải khoan dâu vào, xong là ghép cốt pha để cho nó thành một cái tam giác như này này. Tam giác như này, đổ bê tông từ chân đáy lên. Từ chân đáy lên để ấy, để cho cái này nó tránh những cái hòn đá to. Đây, về cái phần thiệt hại ở đế cầu đây các bạn này. Đấy, mình phỏng đoán đúng không sai thật. Là cái mền sắt trên các bạn nhé. Đây là cái mền sắt trên này, thò ra đây. Các bạn nhìn thấy không? Đây, thò những cái sắt này lên này. Thì cái đế móng này nó rơi vào khoảng 70 phân.
Đấy, bạn nào theo dõi sau thì mình giải thích cho các bạn nhé. Từ dưới này lên đến đây là đế móng, thì cái ở dưới này nó có một mền sắt nhỏ hơn. Đấy, có hai mền sắt mà, một mền sắt trên và một mền sắt dưới. Sắt dưới đáy này thì không sao này, nhưng mà hiện tại cái sắt trên này thì nó cách cái bê tông có 5 phân thôi. Cho nên là khi mà cái quá trình mà đá này rồi nước rồi tất cả mọi thứ nó va đập một quệt thì nó bị trồi những cái thép lên và nó đánh cho các bạn tưởng tượng này. Một cây sắt xoắn như thế này mà nó mòn đến nỗi là không còn một cái gân sơ nào nữa. Nó mòn như này không ạ? Này bên dưới thì vẫn nguyên này. Bên dưới nha, nguyên này. Nhưng bên trên này mòn như này. Cái này thì lúc nào mà xử lý xong cái kia phải đắp lại. Xong bắt đầu dùng bê tông, chắc là phải đổ thêm một lớp uốn lại những cái sắt này, không biết có được không ấy. Mình nghĩ là xử lý cái này hơi khó. Chỉ có đổ thêm thì cho nó bảo vệ thôi, chứ còn bây giờ uốn thế nào được những cái này này rất là khó này. Có thể là đổ dày lên một tí. Khoan dâu xuống đổ dày 20 phân vào. Đây, chỗ này nó đánh vạt đi không ạ? Chỗ này nó đánh vạt chéo xuống như thế này luôn. Bình thường là nó thẳng như này đúng không? Bê tông thẳng như này. Bây giờ nó cái lột cái tấm cái mảng giữa của cái thượng lưu này đi thôi, nó đánh vạt vào đây. Kinh khủng, phải nói là cái cầu này quá chắc chắn luôn. Nó đánh như thế này mà nó chỉ xước đi một lớp bên trên thôi. Những cái sắt này thì những cái bên ngoài này là bị bật lên, còn những cái bên trong này vẫn nằm ở trong bê tông này. Đấy. Những cây nào mà nó không chịu được là nó bật lên. Còn vẫn nằm dọc theo này. Cái này là những cái phát sinh nhá. Không chỉ riêng hai bên đầu mố mà nó phát sinh cả cái phần đế móng này. Đây, cũng bị đánh này. À, chỗ này anh bị à? À, sân này anh bị ấy chứ. À, cái sân này là bị trước này các bạn này. Mình tưởng là mỗi sân bên kia, nhưng sân này bị sau. Sân này chắc là bị nhẹ hơn. Cái này phải cào hết đất đá ra mới biết được. May là những cái trụ này này, những cái trụ chịu lực này nó không bị. Còn cái đế bên dưới thì nó mất đi khoảng độ 10 phân bê tông. Tầm đấy, 10 phân bê tông. À, nếu thế thì cái này là những cái phát sinh mà ấy nhá. Khối lượng nó không nhiều đâu, nhưng mà chắc chắn là nhân công là phải bỏ công vào đây để mà sửa chữa lại cái này rồi. Phía bên này xem nào. Bên này cũng bị mài mòn các bạn ạ. Sắt thì chưa bật đâu. Đây. Những cái sắt nó cũng bị lộ lên đây này. Nhưng mà chứng tỏ là bên này thì chưa lộ. Nó lộ mỗi cái luống này. Bên này chưa lộ. Nếu mà ngày trước mà là đổ nó dày khoảng 20 phân thì tốt. Tức là cái sắt mặt này nó hạ xuống khoảng 10 phân nữa thì tốt. Thì cái độ bào mòn của nước này nó không thể lộ cái sắt này lên được. Chỗ này là lộ một vệt. Bên này từ bên này đổ đi là còn nguyên. Và bên kia thì mình bên khung bên kia mình nghĩ cũng vậy. Này thì khắc phục lại thôi. Chắc chắn như thế này mà nó oánh cho công nhận. Kinh khủng đấy. Mình cái cầu này mình phải giảm cái tải trọng xuống 13 tấn thì bây giờ chắc mình giảm xuống còn khoảng 10 tầm 10 tấn nữa, tại vì cái này không đánh giá được các bạn ạ. Về mắt thường cái này thì kết cấu trụ của nó thì vẫn còn nguyên. Hai bên trụ giữa này còn nguyên, nhưng mà cái tràn móng ở giữa thì nó bị bào mòn đi. Chắc là hạ xuống, cái này mình hỏi bên tư vấn thiết kế xem người ta đánh giá như thế nào. Hạ xuống 8 tấn hoặc 10 tấn gì đấy. Đấy. Đổ bê tông đi kia mà bây giờ thành bãi tắm rồi đây này. Bây giờ trực ở đây là có bãi tắm ấy nhỉ. Mát nhỉ.
Đây phía bên này thì cho máy đào sâu xuống các bạn ấy. Sâu xuống so với chỗ mình đứng là khoảng 1 mét đi. Đấy, vét cái này rộng hơn này. Có thể đẩy ra đằng sau kia hoặc đẩy ra đằng trước này. Đẩy ra đằng trước này cũng được. Nó bắt đầu là xem nghiên cứu được cái nó có đá liền khối ở khu vực bên này không. Bên này thì chắc chắn là phải ấy rồi. Ngày xưa mình đào thì không nhầm là không có đâu. Nó ở tận chân móng cơ, tận dưới cái đáy móng của cái tường cánh này hình như là vẫn không phải là đá, ở cái đá là liền khối rồi. Dưới cái đáy móng này này thì nó rất là sâu. Thì có thể là làm ở phía bên trên thôi, tức là không cần nó phải sâu quá, tức là cái này nó là dự phòng đó mà, không cần nó phải xuống tận đáy. Nếu mà xuống tận đáy được thì càng tốt, nó mở thêm dòng, nhưng mà nó cũng có hai mặt các bạn ạ. Khi mà mình mở xuống tận đáy mà cái xử lý của mình không đảm bảo ở phần thượng lưu và hạ lưu thì cái này nó cũng, tức là kể cả lũ to lũ nhỏ nó cũng gánh nặng cho cái phần kia, là nó đánh rất là mạnh. Nhưng mà cái này thì mình làm trên cao một chút, tức là giảm áp lực cho cái cống chính thôi. Còn chịu lực chính vẫn phải là nước qua cái cống chính kia, khi mà nó thừa nước, gọi là quá tải thì nó mới chảy sang hai bên này, thì cái lượng nước cũng nó cũng yếu. Nên là cái việc xử lý của mình nó cũng đỡ hơn. Đấy, mình chỉ đào so với cái mực này nó xuống khoảng 1 mét và rộng khoảng 5 mét. Xong mình xây, nếu mà tùy thôi nhá. Nếu mà cái đá nó không quá phức tạp thì mình có thể làm ra 4 mét, 3 mét thì hôm nọ mình tính lại cả bên kỹ thuật nghiên cứu là 3 mét nó hơi bé. Có thể là 4 mét. 4 mét là thông thủy là ở bên trong ấy. 4 mét bên này, bên kia thì có thể là đẩy ra 4 mét hoặc đến 5 mét. Nó tùy vào cái điều kiện thực tế của đá các bạn ạ. Bây giờ cứ đào thì mới biết được. Càng rộng thì càng tốt, nói chung là vậy. 5 mét thì lại kinh phí lại nhiều quá. Một bên này 5 mét, bên kia 5 mét thì kinh phí nó như thành hai cái cầu còn gì nữa. Nếu mình làm đúng như này thành hai cái cầu bản các bạn nhé. Cái này thì mặt cầu sẽ từ đây ra đến cái trụ đứng này này. Qua cái trụ đứng này một tí này. Nó phải rơi được 5 mét thì tốt. Đến đây này. Đấy, đến đây các bạn ạ. Đến cái trụ đứng này. Bên này là nền đáy cứng nên là yên tâm. Chào A Câu. Hôm nay ai ngủ? A Tông à? Ấy chưa? Xin chào. Đi làm à? À đi chợ à? Đi ngoại á? Ông bị ốm á? Tai nạn à? Đi được không? Ừ. Ok. Cơ bản vậy thôi nhá. Trông đồ nhá, mai em vào em máy bắt đầu làm. Người thì thôi để máy nó san gạt qua đã. Xong khi mà nó đệt được nền đường bắt đầu mình mới cần người sửa một ngày, xong xe mới đi được. Mai cái chỗ kia anh phải có của nhà nào không? Cái đất ấy. Ở chỗ cái cây to kìa. Cái múc ở đấy đắp múc ở đấy mới vứt xuống đấy thì mới đủ đất. Mới có đất được. Ê, bảo múc ở chỗ cái cây to đấy đấy. Múc vứt xuống san thành cái chỗ đấy, xong bắt đầu máy mới bắt đầu xuống được, nó sửa từ đấy sửa sang. Sửa xong phát là đấy, cát như nào nữa cơ. Cát lại toàn bao mục nữa cơ. Đấy thì anh giúp em với. Ok. Mai bắt đầu vào. Em về đây. Nhá, chào anh em nhá. Đấy, lán liếc thì đồ đạc để trong ngày hết rồi các bạn ạ. Tối nay thì mai mình mang theo cái đèn năng lượng mặt trời nữa.
quên mất đấy, nay quên cái đèn. Ống nước á? Kéo điện vào, vì là hai cầu nó ở rất là lâu nên kéo điện vào để anh em ở đây hoặc là mình xuống đây còn có điện sạc điện thoại tiếp các kiểu. Tiếng nào em làm thì tôi đi quay đi cùng buổi sau này. Anh em lấy dây thì cũng có rồi, chắc là đủ. Nhưng mà có máy chưa chứ? Máy có rồi. Nó chỉ mất dây điện thôi gì? Mất ống với lại mất ống nước anh mua được lên rồi. Máy hơn nữa. May ngày kia lên đây đông đông thì cho hai ba người đi cùng kéo là mình sửa con này. Thế là tốt quá. Nếu được thế thì tốt quá gì nữa. Có điện thì nó dễ hơn. Đúng rồi. Khác đây. Đúng rồi. Với anh cô với lại cũng tính toán rồi nhưng mà thì may ngày kia nó sửa. Ok. Nhá. Yeah. Ok. Vâng, xin chào. Bây giờ anh em chở cái gì về đến này? Đồ gì mà nhiều này? Ngô. Ngô à? Vâng. Quả ngô á? Vâng. Ngô nương á? Vâng. Cái này nó già chưa? Già rồi. Thế mình về mình treo được không? Bốc hết rồi anh ạ. Báo em. Thế còn nương còn không? Bốc hết rồi. Úi giời, tiếc thế nhỉ. Thế biết thế là mấy tạ đây về treo trang trí ấy. Báo em là bảo vợ để cho nhưng mà vợ thuê mấy người đó đi bốc hết rồi. Bốc hết sạch luôn. Sạch rồi. Ôi ôi. Ok. Chuyến đó. Hả? Anh Chuyến đó. Về rồi, vừa chở máy ở đây về rồi. Xe máy về á? Không thì anh để anh đánh xe về á? Không, anh đi xe máy về chứ, xe để đấy chứ. Mai làm rồi mà. Nhá, về nhá. Ở trên cái sàng cát có mấy cái máy mang sang chưa? Thì thằng đi nó đi lái hết rồi. Không, kia kìa anh còn nhìn thấy cái một cái kìa. Ở trong cái sàng cát nó có mấy cái máy bay bé đấy. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong tập phim ngày mai. Khởi công cầu huyền thoại chống trơ sau lũ lịch sử 2024. Xin chào. Mù chết ơi.